Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm ly tâm hóa chất chuyên dùng để bơm hút vận chuyển hóa chất có tính ăn mòn cao. Công suất 5,5 kW, 7,5 HP, 7,5 ngựa. Sau đây sẽ là tem của motor. Đây là phần ống hút. Đường kính ống hút là 65mm. Đường kính mặt bích 175mm. Đường kính lỗ trên mặt bích 17mm. Đây là phần ống xả. Đường kính ống xả 50mm. Đường kính mặt bích 155mm. Và đường kính lỗ trên mặt bích là 14mm. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều loại công suất khác, từ 1 ngựa đến 10 ngựa. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.